Chương 7: Lễ hội ánh sáng. Khi mùa lễ hội đặc biệt đến, khu rừng trở nên nhộn nhịp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây là lễ hội ánh sáng, nơi tất cả các sinh vật trong rừng trang trí khu vực với đèn lồng và ánh sáng rực rỡ. Linh và các bạn của cô bé không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia vào lễ hội tuyệt vời này. Linh, Bông, Miu và ông cụ rùa bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội bằng cách làm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Linh và Miu chọn những chiếc đèn lồng hình ngôi sao, trong khi Bông và ông cụ rùa làm những chiếc đèn lồng hình hoa sen. Họ cùng nhau trang trí ngôi nhà nhỏ của Linh với những đèn lồng lấp lánh và những dây hoa đẹp mắt. Cả nhóm quyết định trang trí một khu vực nhỏ trong rừng để tổ chức lễ hội. Họ treo đèn lồng lên các cành cây, đặt những dây đèn màu sắc quanh các bụi cây và trải thảm hoa trên mặt đất. Khu rừng biến thành một không gian lấp lánh và huyền ảo, tràn đầy niềm vui và sự kỳ diệu trong khi trang trí linh và các bạn gặp gỡ nhiều sinh vật khác trong rừng có các chú sóc nhỏ đang mang những chiếc lá màu sắc các chú chim đang hát vang những bài ca vui tươi và cả những chú thỏ đáng yêu nhảy nhót khắp nơi mọi người đều hào hức và vui vẻ chuẩn bị cho lễ hội khi màn đêm buông xuống lễ hội chính thức bắt đầu các đèn lồng tỏa sáng ánh sáng rực rỡ phủ khắp khu rừng linh và các bạn cùng nhau tham gia các hoạt động như thi thả đèn trời nhảy múa quanh lửa trại và kể chuyện cổ tích. Tiếng cười và niềm vui lan tỏa khắp nơi. Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất là thi thả đèn trời. Linh và các bạn cùng nhau thả những chiếc đèn lồng bay lên bầu trời đêm, mang theo những điều ước và hy vọng. Mỗi chiếc đèn lồng bay cao đều mang theo một lời chúc tốt đẹp và niềm tin vào tương lai. Linh và các bạn cùng tham gia cuộc thi nhảy múa quanh lửa trại. Mỗi nhóm sẽ biểu diễn một tiết mục và được đánh giá bởi các sinh vật trong rừng. Linh và các bạn biểu diễn một điệu nhảy vui tươi và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ mọi người. Lễ hội kết thúc bằng một bữa tiệc nhỏ với những món ăn ngon và những câu chuyện cổ tích. Linh và các bạn cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chia sẻ những kỷ niệm và bài học mà họ đã trải qua họ nhận ra rằng lễ hội không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp họ hiểu thêm về tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia